这个字，对呀，这个读不懂，读不懂，
我写的字嘛，写了变了，你老板就经常都变。今天白天你忙吗？上午没忙的，上午没忙过吗？上班早。班哪里？班班哪里班？班门口。明天白天你来我家找我。找我？找我。找了姐，定定定，班来呀，来麦，班呢？班边呢？你对，你对。不要，要。今晚我要去朋友家参加聚会。不对。tối nay tôi phải đến nhà của bạn, nhà của bạn học để nhà của bạn để tham gia lễ hội. Tham gia lễ hội chúc mừng là gì ạ? Hội hồng. Hội hồng party á. Tôi xem một
Nhìn không hiểu. Không hiểu. Không chính chủ thì không rõ. Ngày thiên yếu chỉ quay cơ là ngái của cha. Ngày mai có mấy vị khách đến nhà tôi. Rồi. Chính thiên đối mục vị lý thị cơ. Ở văn ê chư bạc. Hôm nay không cần bạn mời khách. Chúng ta... mời khách á. Mời, mời, mời. Không cần bạn mời. Chúng ta... hay là mình chưa đi. Chưa đi. Chúng mình chưa đèo đi. Rồi, thế nào? Nghỉ dấu, nghỉ băng. Bạn có vào được không? Thì sai mà sang khai sử. Khai sử đó. Khai sử. Thì sai là... Trung Quốc以后，我就爱，我就爱上了中国地方。嗯，上面。
đơn thuần là yêu, còn ai sang là đã yêu, yêu mất rồi. Là ai sang của ai sang nghĩ là anh yêu em mất rồi. Của sang nghĩ không phải của sang nghĩ. Ai sang của ai sang nghĩ. Ngày xưa đúng với câu chuyện của chị Giang. Ngày xưa đây là câu chuyện thật. Ở trường đại học ở bên Trung Quốc thì em không rõ trường nào, một trường rất nổi tiếng. Thế là ở trong ký túc xá ở đấy thì có một bạn nam, thì bạn cũng rất thích. Thế là hôm bạn này bạn ấy bảo là bạn rất rất thích lãng mạn, cho nên bạn sẽ làm một cái buổi tỏ tình. Thế thì bạn đi lại các bạn một phòng của bạn ấy, mua hoa, mua bóng rồi hoa hồng dài khắp trường, khắp cái khuôn viên đấy, và in chữ đó là của ai sang mình đó. Ai sang mình đó. Ai sang sẽ cùng có cái cuộc tốt đẹp của ai sang nhỉ là đó, in 1 2 3 4 5 6 6 cái đồng cái này, và mỗi từ và mỗi một chữ là ô như này nhá. Đó, được chưa? Đó, ok, nhưng mà thế nào biết không? Thế là đến lúc mà nhạc đèn điện rồi tất cả mọi thứ ở bên cạnh gọi là hò reo, thế là khi mà cô nhân vật chính bước ra ngoài thì tưởng là cô ấy cảm động, cô sẽ khóc, cô sẽ ăn xê hết gì đấy. Nhưng mà tự nhiên cô quay sang, cô ấy tắt trong hẳn năng một cái rồi cô đi về. Thì mọi người mới đầu mọi người không hiểu lý do tại sao mình, mọi người nghĩ rằng cô này không thích cái con này thó, nhưng mà về sau không phải, về sau mà cô ấy cũng bảo là bởi vì là anh nhìn lại cái người mà, ý là anh nhìn lại cái tấm bảng mà anh giơ lên đi, thì cái bảng đó lại không có tự ai, thế là cái cậu bị ai là một lần tiêu chảy hay là đi đâu đấy mà mất cái không cái từ ai này, mà là mùa sang, vì là giống như là câu của chị Giang nói rồi, sang sang ở đây chỉ có một từ thôi, đúng không, bạn lớn lên đó là bên trên. Hiểu này chưa? Sang ở đây người ta sẽ có một từ trên chóng là gì ạ? Chóng là giường. Sang chóng là gì? Lên giường. Từ sang này nó mang nghĩa gì đấy? Ôi dồi, hiểu này chưa? Thế cho nên là miễn đòn lý thế. Khổ thân. Khổ thân chưa? Tội nghiệp chưa? Tập của mày chưa? Trưởng thành
当英语师想要学到中文，我要努力学习，长大以后我想当律师。都得罗总统的，稍微有一点那个比赛是和素食有了。他亲夫这么大，真的不简单。因为如果罗总统有了。